Nên cũng xin chào cô chú anh chị. Thì bữa nay nên bẫy chuột ở điểm mới ha cô chú anh chị. Này đồng này là đồng ba vụ ha. Đồng ba vụ ngang chỗ chỗ chạy nên ở á, ngang chỗ chạy của bác Út á. Thì bên bên chạy bác Út là đồng hai vụ, còn qua bên đây là qua bờ bên đây là đồng ba vụ ha. Hiện nay nên bẫy đồng này. Nên đặt theo cái bờ nhỏ này nè. Dòng ra nên đặt cái giường chanh, nguyên cái giường chanh bự đó đó. Giờ nên đố cô chú anh chị nè, cái bầy vịt này là bao nhiêu con nè, có ai biết không? Đó, cô chú anh chị thấy cái bầy vịt không? Đó, bầy vịt từ ở đây dài xuống, dài vòng qua đằng kia. Đó, cô chú anh chị thấy không? Thấy cái bài dịch đâu? Cái bài dịch dịch hết hồn luôn. Giờ để nên đi gần lại chút xíu nên quay cho cô chú anh chị xem ha. Cái bài dịch khủng hoảng. Bài dịch này thì là tổng cộng là 10.000 con nha cô chú anh chị. 10.000 con. Tại nên có hỏi cái anh ấy dịch á, cái anh giữ dịch á, bầy này là hình như là bầy tơ, bầy này 10.000 con, bầy này chưa đẻ ha. Đó, chú anh chị thấy không, bầy dịch khủng hoảng, sệt sệt con luôn. Nó mà giảm một cái là cái miếng ruộng là không còn một miếng gốc gạ luôn. Thả cái bầy dịch này vô là nên coi như là không còn miếng gốc gạ nào trên cô chú anh chị. Đó, dài xuống lúc Mỹ dưới kia là miếng ruộng từ đây khoảng dài xuống như bằng dài xuống trút dưới đó đó, mà từ đây dài xuống tới dưới luôn, dịch không à. Đó, cô chú anh chị thấy không? Anh phóng gần lại chút này. Đó, các bạn dịch hết hồn luôn, quá chừng này. Thì nên có hỏi ông chú là ông nói bầy này là 10.000 con nè cô chú anh chị, mà nên không biết phải hay không, nhưng mà chắc nên nghĩ là phải, tại bịch này dịch này còn nhỏ, dịch này còn nhỏ chứ chưa bự, nhưng mà nó sệt con luôn á, nó sệt con hết trơn luôn, nó đông nghẹt luôn á, đông nghẹt con dài xuống dưới đó đó, quá chừng bầy dịch à. Bầy dịch khủng hoảng. Giờ này nên đặt cũng gần xong rồi, còn mới nữa, cũng còn nhiều cô chú anh chị, cũng còn nhiều. Giờ để nên đặt cái đường nước này, nên thấy đường người chạy đồ cũng le gai nè, là cũng có hang nè, có đường đồ chạy nè. Để nên đặt dài qua đây, rồi không hết nữa thì nên đặt tắn vô vườn vườn chanh nữa. Tại vườn chanh nãy nên đặt hết một dòng qua bên đây rồi, còn cái dòng xuống gì này là nên chưa đặt mà, nên đặt dài dưới nữa, nên đặt dòng qua nữa. Phong cảnh rồi, thôi giờ để nên tranh thủ đặt ghế cho xong ha cô chú anh chị. Rồi nên hẹn cô chú anh chị là tối nay ha. Rồi chừng nào nên có đi thăm á thì nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem chuyện con đó. Rồi nên cũng xin chào cô chú anh chị buổi tối ha. Thì giờ này cũng 8 giờ, hai chồng nên bắt đầu đi thăm bẫy chuột ha cô chú anh chị. Hy vọng sẽ có lý rồi. Thấy chuột chạy mà nó không chạy vô gặp vợ ơi. Tại cái này chấm quá nên không thấy đường rõ đặt kìa. Trời ơi, chạy một bầy luôn kìa. Kìa, đó. Chuột con không à? Kìa kìa kìa. Ồ, chạy kìa. Ngoài này đây cỏ sẹp lép mà. Lúc gọi xe lép gãy nó nên không thấy đường đặt, đường xá gì đặt hết trơn. Trời, chạy ngang cái gặp nó luôn, buồn thiệt. Gì? Chuột này chắc cũng lâu năm lắm rồi. Chuột này cũng gì được, hơi bự gì. Bự nè. Thấy không? Ngoài kia có không? Chạy quá, chừng chạy
mà không chạy ngay gặp. Ở đây không có cỏ nên không thấy đường, dưới đất nó khô quá khô, gặp ngay chân ngay gốc gạ nó sạch lép nên không thấy rõ đường chạy. Mẹ được bột này là ta trồng chanh hả cô chú anh chị, nguyên vườn chanh luôn, nguyên vườn chanh bự quanh kia luôn. Đây nhốt truyền dịch ở bến chạy dù dù đen con nè em ơi, bự chạy dù dù luôn mà không thấy con bự bự không. Không thấy rõ đường nó chạy, tức quá chừng. Đây gốc gạ sẹp lép hết trơn à. Dính hả? À. Gốc gạ sẹp lép rồi. Đây con nè. Nằm. Cái này dính không? Ủa, cái này không dính đâu. Cái vườn này giữa nằm giữa đồng luôn, không biết gì, nằm thoi loi giữa đồng luôn, nguyên vườn chanh ta trồng. Vậy nó đặt đâu cũng kêu rồi à, không dính nè. Đường thấy cái đường này hơi nên đặt thôi, ai biết đâu chắc có ngủ dưới vườn. Đèn con cái gặp này con trồng cái này không dính này, bé à, đèn con nè, đèn còn bự rồi chứ gì, chuột nó ăn chanh nó mập. Ủa đèn con bằng ký luôn, đèn con nè. Đó còn ba con luôn nha. Như đèn còn nè. Này, này mà phải thấy đường có rõ. Ờ chuột nặng nè, chuột này mập nè. Ai có ít kêu kìa. Này mà này nên thấy rõ đường á, thấy rõ đường là đặt là ngon lành luôn. Rồi bị đạp rồi. Đi đạp hả? Ai đạp hả? Chúng ta đi ruộng đạp sập lép cái gặp. Không có không? Không có. Này đạp nó xẹo. Mấy miếng ngoài này bầm nước dịch im quá mà nên không nghe ít kêu. Phải có ít kêu rồi đó, đá gì đâu. Đồng này ếch bự nè. Rồi không có luôn. Quả hên đựng con bự. Được con bự rồi vậy. Ờ chuột giái. Chuột heo nu à. Chuột heo nu à. Ừ. Đó ngay chân cây cờ đó, để đó đó, đổ đó đi, để mấy câu mấy cái này coi dính không. Rồi mấy cái này không có dính được chứ kìa. Ủa cái này sập mà không dính. Chuột con hay chuột bự? Con hả? Giờ tới đường nước đứa thiên bên. Nước này thì có người có đồng nghiệp, đây có đồng nghiệp đặt rồi chứ. Mấy người ta chạy ghe cô chú anh chị, chạy ghe người ta lên ta đặt. Rồi. Đúng. Anh thấy gặp không không ơi? Bên đây anh gặp không không à? Bệnh dính nào? Bệnh có dính nào? Không không luôn.
Nên thấy gặp không không à? Rồi thua luôn. Hai chồng nên cũng thăm xong rồi cô chú anh chị. Thất thủ dính hai ngoài chuột nhờ được cái vườn chanh này dính khúc bên kia được mới, còn nãy giờ nên thăm tàn là dính xa dính đường con cái hai chừng hai ký mấy à, nhân nhờ chuột bành bành không à, chừng hai ký ngoài. Ê, giờ xe nên chạy ra tới ngoài giữa đồng luôn kìa, thăm chuột buồn ngủ luôn à. Bà xã nó đi thăm chuột buồn ngủ luôn. À, xe nên chạy ra tới ngoài này luôn nè. Nhìn tranh này phải mà nên thấy đường im á, me đường nó chạy không có, chạy không có thấy đường, nãy nó chạy như một đống khúc đó đó. Rồi thì nên hẹn cô chú anh chị lại sáng mai ha, mong rằng cứ sáng sẽ có lý ha cô chú anh chị. Rồi buổi tối nên chúc cô chú anh chị ngủ ngon, bye bye. Đây con nè. Bắt đi. Anh bắt hả? Anh bắt đi. Đây, một con. Đây một con nè. Hai con. Đây nguyên vườn chanh bự cô chú anh chị. Đó, chanh không à? Nguyên vườn bự vòng qua tới bên đó luôn, vòng qua tuốt đằng sau luôn. À, nên cũng chào cô chú anh chị ngày mới ha. Sáng bắt đầu hai chồng nên đi gom gặp nè. Vườn chanh hết hồn. Xung quanh này ta trồng chanh không à. Nguyên vườn bự luôn. Rồi. Sập mà không dính. Sập không dính hả? Tối chuột chạy cũng im cũng dính. Vườn chanh chuột chạy cũng im nè. Mà ở ngoài này nó gốc gạ nó sẹp lép à, cho nên không có thấy, không thấy đường cái đó con rồi. Ồ, con này sập, chắc bự cái đó sập mà không dính ha. Ừ, con này nó chắc bự quá, con nó chắc bự á. Đây nó chạy mà sao nó phóng quá vậy, nên không thấy đường này, phải thấy đường gõ gõ mè đặt im lắm, không có thấy đường gõ cho nên không mè đặt được. Ở ngoài, ở trong cũng vậy mà, chứ ở ngoài cũng vậy. Ủa mấy cái này vậy mà chết. Không dính. Ồ cái này nó bị móc vô trong cái một bên. Có hai cái này dính nè. Mà giờ cái quớt là không dính nè. Dính con. Nguyên chanh này còn dài lại đó, vòng qua bên kia. Qua nên đặt nó tới đây. Tới đây đảo lại vòng qua bên kia. Còn không? Hết rồi. Hết rồi. Đầu kia cái hang luôn hiền chứ. Sáng trời ông mưa ui gì vậy cô chú anh chị? Không mưa gì. Ha, hai sương mù. Sương quá. Sương gì. Ha. Ừ. Ông mặt trời gần lũ vàng rồi kìa. Đó, lũ mờ mờ rồi. Mà ghét thế đi cái kìa. Tối khúc này chuột chạy cũng im luôn nè, mà sao không dính? Mình không biết. Đường chạy gì? Chạy gì mà đã không dính? Tại ở trong mà. Trong bờ trong đó đó. Nên chạy xe ra tới bên này luôn. Đất khô thì dễ chạy. Còn mấy mùa mưa thì thua.
mùa mưa thì chắc không ra đây đặt đâu, giác ra không nổi. Bự bự không à, con chuột bự bự vậy mau có ký kìa, ăn chuột nhìn nó mồi bên đó, bên đó mình nên không biết nó qua đường nào, không thấy. Đồng này cũng bự của chứ gì, xung quanh đồng. Bên đó là người ta trồng dương mít á, nguyên cái dương mít bự hoành kỹ bển đó kìa. Không biết bển có chuột đêm không, nên chưa vào bển á. Có không em? Không. Không có gì chưa hả? Thua. Nó gặp không không kìa. Hang này còn chuột nè. Bắt cái đường nó chạy lên đây, thấy đường chạy quẹo lên mà không có luôn. Ủa nước ở đâu ta? Nước đâu mà gịnh ra. Kìa, đó con còn kìa em. Ừ, chuột bự. Ừ. Nước trên gịnh xuống cái gì vậy? Nước bên đó đó. Thì trên đó gịnh xuống rồi. Chạy xuống mương. Mương có nước này nè. Thấy cái mương có nước gì nè, là nước nhiều nhiều á. Là nó chạy lên ruộng không. Còn cái mương mà nó không có nước á cô chú anh chị. Cái nó xuống dưới mé mương nó ăn không à. Chứ nó ít có chạy lên trên ruộng. Ồ ồ. Gì vậy? Hai con mà ăn chết con ủng á. Hai con bự luôn. Hai con bự luôn hả? Ừ. Chết con rồi. Ừ. Không này nó mới múc đất phải ấy 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 lại nè. Gì? Ông đi vòng ra đó không bà, đó nha, tôi lại đó tôi gom vô. Đây gọi muốn ngảo luôn rồi. Nhúng nước đó một cái. Chuột bệnh kỳ. Thiếu nước hay gì vậy? Chuột bự muốn ngảo rồi. Uổng đi. Hả? Chuột bự muốn ngảo rồi uổng. Nên nè. Nãy nước thì nó uống nước. Nhiều khi nó bị khô nước á cô chú anh chị. Vậy em gom vòng vô đi ha. Ừ. Nãy giờ bên có không? Có một hai con. Bên đây cũng không có gì chứ. Đường mương này không có ai. Trung Quốc. Cũng có chuột mà nó chạy tùm lum hết không biết đường. Nên gom cũng xong rồi nè, được nhiêu con. Nhưng mà nhà chuột bự bự không ha? Ừ. Ít mà nhà chuột bự bự, cũng có ký. Hay mấy con hả? 4 con. Chuột, chuột bự bự không cũng đỡ. Đã khổ. Dính ít mà chuột bự. Kệ đi, chứ dính nhiều mà chuột nhỏ nhỏ không cũng gì. Nhỏ với lỡ không bán cũng không được chứ. Rồi mấy con chuột là lỡ, nhỏ không nhỏ mà lỡ cũng không lỡ. Lớn không lớn. Nè, lỡ nhỏ nhỏ. Ừ. Mấy con à.
Viên dương chanh. Ông mặt trời lên rồi cô chú anh chị. Ừ. Bữa nay chắc nên cũng đặt tiếp cái vườn chanh này quá. Đặt cánh bên kia dài vô trong cái đường nước, trong cái bờ vườn trong. Ngẽo mấy con bự, không ngẽo mấy con bự cũng im mà. Ừ, hai con. Ừ. À. Bỏ nên bỏ cái gọng chuột ở chổng rồi. Trong đó đó. Đấy, chút xíu cho bà xã nên đem đi căng luôn. Giờ nên chạy vô trong trong bờ trong. Chạy vô bờ trong rồi... rồi đổ chuột ra hai cô chú anh chị. 24 con. 24 con hả? Hết mấy con nhỏ rồi. Ừ, chạy bỏ lỡ rồi. Bỏ bên kia. Không. Nhôm. Nhỏ hả? Ừ. Mấy con nhỏ luôn, cái chục con đó nha. Ừ. Cái chục con chuột nhỏ đen con nè, có nhiêu con bự đâu, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 con đen con nè, đen con nhỏ nè. Rồi, còn nhiêu bự không đó. Ừ. Bự nhiều nhỏ là được rồi. 4 kg gì không? Trời ông này. Ông bị quánh quá lắc đó trống rồi. Ba bốn con, tối một con, ba con. Ừ, 3-4 kg chuột bự gì. Con đó ta dưỡng lại được. Được không? Không được. Tôi thấy sợ không xong. Tỉnh sao không tỉnh, để duyên. Chắc 3 cái ngoài ha. Ừ. Chục lớn chừng 3 cái ngoài. Chục nhỏ nhỏ lắm không được ký. Ừ. Kìa em sao còn con kìa. Bên hai đây nè. Rồi xong. Được nhiêu cô chú anh chị? Mấy ký? Ở đâu cân đâu? 4 ký ngoại gì? Cân nè. Rồi xả nó cân thử coi. Có rồi. Mình có mua viên dư. Ừ. Chuột lớn chừng 3 ký mấy à? 6 ký 6. 6 ký 6 còn 4 ký mấy. Đúng rồi. 4 ký mấy chứ. Ừ. Đó này nó còn 3 ký mấy à. Rồi, giờ để nên sắp xếp ba gặp lại cho bà xã nó đem đi căng 3 chuột ha cô chú anh chị. Bữa nay chuột hồi sáng thì nên đem đi căng hết trơn rồi. Chiều thì mình mua chứ ăn chuột hoài cũng ngán ha cô chú anh chị. Nay nên ăn hột vịt chiên với cá gì? Cá he. Cá he kho lạc. Ăn với cải ha, cải chua ha cô chú anh chị. À, mấy ông anh thì về hết trơn rồi, về bữa trước. Về hết rồi. Bây giờ thì còn hai vợ chồng nên nè. Thì hai chồng nên ở nguyên trại. Giờ này chiều trời cũng chuyển mưa cô chú anh chị. Nãy mưa mà mưa cũng nhỏ chứ không có lớn. Giờ còn đang chuyển hầm hầm đây nên không biết đây tối có mưa nữa hay không nên không biết. À, bữa cơm đơn giản của hai chồng nên ha. Rồi nên mời cô chú anh chị dùng cơm với chồng nên ha. Đi. À, làm diễn viên cho làm caramel cho em ăn. Mời cả nhà ăn cơm.
bữa cơm đơn giản của hai vợ chồng nên hả cô chú anh chị. Một vịt cải chua, cá kho, cá he kho lạc. À, ăn với cải chua, chấm cải chua là hết ý, hoặc với xài á, xoài á, xoài bầm vô ăn cũng ngon nữa cô chú anh chị, ăn hết ý luôn. Sao được không? Ngon. Ừ. Sao mưa cái là mưa lớn cái là cái đường này nên hết chạy xe ra luôn nè, chạy xe ra vô hết được luôn. Mưa nếu mà mưa lớn á, nay lúa người ta xả lên xanh xanh hết trơn à. Gần tái cử lên nước đầu tiên à. Rồi thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng ha cô chú anh chị. Thì nên hẹn cô chú anh chị lại video sau. Rồi nên chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ. Bye bye.